Ok, ngày hôm nay là một video clip đặc biệt. Anh sẽ quay lại những hoạt động trong ngày của anh, những cái routine thông thường anh hoạt động trong một ngày và trong một tuần như thế nào. Đây là một gợi ý từ một bạn trong team là anh Khương ơi, anh có chia sẻ về cách mà anh làm việc hiệu quả hơn, cách mà anh có thể cân bằng được tập thể dục, rồi cuộc sống của mình, rồi thức dậy, những cái tip về ngủ nghỉ, rồi mối quan hệ, mọi thứ. Thì có khi nào anh quay lại một cái thực tế là anh đã làm nó như thế nào hay không, để cho mọi người có thể dễ hình dung hơn, từ đó biết được là những cái thứ này có thể thực sự áp dụng được trong cuộc sống. Nên là anh nghĩ xem sẽ nên như thế nào, và rồi anh quyết định ghi lại một vài cái hình ảnh, sẽ không phải là hết tất cả mọi thứ, mà là một vài cái routine, một vài cái quy trình mà anh làm như một thói quen của mình, mà nó khiến cho anh nghĩ là một trong những cái hoạt động quan trọng khiến cho anh có thể cân bằng, khiến cho anh có thể có được một cái cuộc sống theo đúng những cái mong đợi và mục tiêu của mình. Cái thứ nhất mà anh chia sẻ với các bạn về cái quy trình buổi sáng như thế nào, cái morning routine là một điều cực kỳ quan trọng. Cái thứ hai là anh tích hợp với chuyện rèn luyện thể dục thể thao của mình như thế nào. Và cái thứ ba là cân bằng về công việc và thời gian cho mối quan hệ và cuộc sống thông qua một vài hình ảnh mà anh ghi lại cho các bạn nên cùng xem. Và từ đó có thể quay về và rút kinh nghiệm cho bản thân của mình, các bạn sẽ áp dụng nó như thế nào, các bạn dự định sẽ rèn luyện cho mình cái routine nào cho chính cuộc sống của mình. Và comment xuống phía dưới để cùng nhau biết nha. Buổi sáng theo thói quen thì anh cũng dậy đúng giờ luôn rồi, không cần phải để báo thức, mà chỉ cần dậy xong rồi kéo màn ra ánh sáng vô là bắt đầu tỉnh tỉnh hơn. Cộng với thêm hai con chó ở nhà, nó có thói quen là sáng sẽ dậy kêu tụi anh đi chơi, dẫn nó đi chơi, cho nên là đó là một cái nghi thức thông thường mỗi buổi sáng tụi anh đều có. Thường lúc đó cũng đã tỉnh táo rồi, khi mà buổi sớm trước ngày hôm đó anh thường sẽ ngủ vào đâu đó khoảng tối đa là 12 giờ, còn thông thường sẽ là khoảng trong 10 tới 11 giờ, cho nên là buổi sáng dậy rất là thoải mái. Dậy vào lúc thông thường là khoảng trong khoảng từ 6 tới 7 giờ. Thì dậy xong thì anh sẽ ra và uống một ly nước lọc, và nó có những cái độc tố gì đó trong quá trình xử lý tiêu hóa ở trong này, nó còn vướng động lại ở trong cái hệ tiêu hóa của mình, thì mình uống một ly nước lọc vào buổi sáng, nước ấm ấm một xíu, rất rất là tốt. Cộng thêm một ít chanh, một vài giọt chanh vào nữa. Thì chanh, mặc dù chanh có tính axit, nhưng mà khi mà các bạn nhỏ một ít thôi, một vài giọt chanh vào trong nước ấm, nó vào trong cơ thể của mình thì nó lại có tính kiềm, rất rất là tốt cho hệ tiêu hóa vào buổi sáng. Nên đây là một cái thói quen của anh. Và một ly nước ấm, thường là anh sẽ uống một ly 500 ml, là nửa lít đấy, ấm ấm. Vắt một miếng chanh và rồi uống hết cái ly đó, là một cái thói quen nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà vào mỗi buổi sáng anh đều làm nó, và nó ngay lập tức có cho mình cái năng lượng, cái tinh thần đủ nước để mình hoạt động. Lát nữa có ra công viên, có chơi, có làm gì đó thì đây là một việc mà không bao giờ thiếu. Thức dậy sau khi chơi với mấy con chó xong, bật dậy thì anh sẽ đi liền ra để pha cho mình một cái ly nước với một vài giọt chanh giống như vậy. Đây là lúc mà khi tới công viên rồi thì tụi anh sẽ chạy một vài vòng và mấy cái con chó sẽ chạy theo, kiểu vậy. Thì khởi động vào buổi sáng nhẹ nhàng là một điều rất rất là tốt. Thì tụi anh kết hợp luôn giữa chuyện là dẫn chó đi chơi với lại tập thể dục một xíu, và chạy nhẹ nhàng, không cần vận sức nhiều. Và đặc biệt là buổi sáng khi mình chưa ăn gì hết mà mình vận động nhẹ cơ thể của mình, sẽ kích hoạt một cái cơ chế là đốt năng lượng bằng mỡ, là một cái cơ chế cực kỳ tốt cho sức khỏe. Trong tuần thì thường anh sẽ tập thể dục khoảng 2 cho tới 4 ngày tùy, nhưng tối thiểu là 2 ngày. Thường thì anh sẽ tập ở nhà và tập thêm một cái phương pháp mà anh học được trên Mind Valley, một chương trình rất là hay, các bạn có thể tìm hiểu thêm, là 10x fitness, là làm sao mà mình gấp 10 lần cái hiệu suất tập luyện với ít thời gian nhất có thể. Thông thường là anh tập theo cái kiểu này chỉ tốn khoảng 15 phút một buổi tập, tối đa là nửa tiếng, còn thông thường là 15 cho tới 20 phút một lần tập tại nhà, nên nó vô cùng tiết kiệm thời gian. Nó dựa trên một cái triết lý là chúng ta tập một cái số lượng vừa đủ thôi, nhưng mà tập thiệt là chậm và có dụng cụ bổ trợ vào để cho nó tăng sức nặng lên, để làm sao trong vòng 12 cái tập mình phát huy được hết toàn bộ sức lực của mình. Thì mình không cần phải tốn thời gian bù lại bằng cái số lượng cái lần mà mình tập không tập như đó là hết sức ra và thiệt là chậm rãi thì nó sẽ vô trong người, trong cơ của mình cách tốt nhất. Thì đó là cách mà anh tập. Đó là lý do mà anh có thể duy trì cái việc tập luyện thể dục thể thao mỗi tuần trong suốt nhiều năm trời và nó không ảnh hưởng gì tới lịch trình làm việc của anh hết, mặc dù có rất là nhiều dự án công việc phải làm. Hello, trong tuần thì khoảng 2 tới 3 lần anh sẽ đi tập boxing một lần và anh sẽ đi xuống phía dưới. Thật ra các người mà thầy mà dạy anh luôn á cũng là có mối quan hệ anh em với nhau, chung là chơi với nhau rồi nên nó là cũng khá là thân thiết, cho nên là thường bạn nó sẽ qua đón anh luôn. Bạn nó sẽ qua tới chỗ anh ở xong rồi đón anh, và tụi anh sẽ đi qua một cái nơi gần đó ở sân thượng, cũng là một cái chỗ khá là quen thuộc và cùng tập nên là cũng rất là tiết kiệm thời gian. Ok, bây giờ sẽ đi qua cái chỗ mà hẹn gặp bạn đó ha. Ok, còn một đoạn nữa là tới cái chỗ đó thôi. Đây là lúc mà đã tới nơi để tập luyện. Tụi anh thông thường sẽ tập luyện trên sân thượng của cái tòa nhà chỗ của anh nên là nó cũng sẽ tiết kiệm thời gian. Thì đây là một cái quy trình tập luyện thông thường thôi, cũng sẽ khởi động, nhảy dây, rồi giãn cơ, những cái hoạt động cơ bản trước khi tập bất cứ một môn thể thao nào. Okay, rồi sẽ tập thôi. Tập do là tập nên là toàn bộ cái buổi ngày hôm đó đâu đó khoảng 1 tiếng đồng hồ thì toàn bộ cái thời gian của anh nó sẽ là tập. Và nếu mà tập ngoài trung tâm thì thường là sẽ có nhiều người quá, thành ra là sẽ có nhiều thời gian chết. Nhưng mà khi mà tập trung với thầy thôi thì đúng cái lộ trình riêng cho mình thì nó sẽ tiết kiệm thời gian rất là nhiều. Thì không đánh giá cao chuyện đó lắm, cho nên là và em lúc đó nhìn nhận lại thấy đúng một nửa thực lực, một nửa chém gió, cũng chưa có gì, vẫn đang là cố gắng thôi. Thành ra là trong suốt nhiều năm tiếp theo đó không có dịp gặp lại hoặc là rất là khó nói chuyện, nên là 1 năm 2 năm lần thì trò chuyện chơi cho vui thôi. Chung là sinh nhật hay đám cưới đứa nào gặp gỡ thôi, nhưng mà nói chuyện vẫn rất là không có sâu như thời còn thân thiết ở đại học. Cái dạo gần đây thì có nói chuyện nhiều hơn, cái lần gần nhất là cái clip đối thoại với anh Trí. Thì có một thằng bạn khác cũng trong nhóm của em chơi luôn, gửi cho nó coi. Nó coi xong rồi nó gọi cho em, nó bây giờ nó coi đó xong rồi vợ tao cũng coi. rồi nói này nói kia, rồi nói nào thấy anh Khương là này làm cái kia, rồi còn coi thêm clip khác nữa. Nói chung là cái nó cũng coi, cũng ngồi đó nó nghe chung với vợ nó, rồi nó xong rồi nó coi thêm mấy khác nó thấy mày nói chuyện cũng được, cũng có chiều sâu cũng được. Thì bắt đầu nói chuyện mà kết nối lại và bắt đầu có nó hỏi han mình những cái kinh nghiệm, bởi vì nó đang làm cái startup chung với lại anh rể của nó thì cũng có rất là nhiều những khó khăn trong nhân sự đồ này nọ, thì cũng bắt đầu trò chuyện với nhau về những cái quan điểm và ý kiến về những kết quả đó. Hay như là cái gần nhất trong tuần vừa rồi thì tiếp tục cái chuỗi đối thoại thì cũng làm theo thêm với đứa bạn khác của mình nữa, cũng trong cái nhóm ngày xưa cũng chơi chung, thì nó cũng coi cái đó thì mình nó thấy nó ồ, chung là công việc mà sáng này rất là mệt, và hôm qua cũng đi nhậu khuya rất mệt áp lực, mà khi sáng coi clip thấy hai đứa bay nói chuyện với nhau thì có tinh thần hơn trở lại. Và tiếc là trong suốt hơn 10 năm qua không có nói chuyện nhiều với mày, nên là chắc là bữa nào gặp để mà trò chuyện rồi thêm về những thứ hôm trước nó. Thì em nghĩ là đó của mình là một cái chuyện rất là vui á, khi mình thấy được cái công việc và cái cuộc sống của mình nó có thể bổ trợ cho nhau. Một routine quan trọng của anh nữa sẽ là lên coi những cái comment, những cái chia sẻ của các bạn trong video clip và xem là có bao nhiêu bạn đã subscribe thêm vào kênh rồi, và nhấn chuông thông báo lên để không bỏ sót những video clip nào sắp tới anh làm dành riêng cho các bạn. Nên nhớ làm chuyện đó nếu đây là lần đầu tiên các bạn tới với kênh của anh.